Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong buổi tối ngày hôm qua, tập 19 tác phẩm Điện Cô Tám, chúng ta đã được thấy rằng trời không phụ lòng người. Vợ chồng mà ông bà Tránh Đào, Tránh Sâm đã thoát khỏi cái vận hạn nạn cuối năm của năm 53 tuổi. Và ngoài ra thì lại còn tìm ra được cái kho báu của các cụ đời trước mà đã thất lạc từ lâu. Điều này thì có thể hứa hẹn sẽ mở ra rất nhiều những chi tiết, tình tiết hay và hấp dẫn hơn nữa ở phần sau của câu chuyện. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe tiếp tập 20 trong buổi tối ngày hôm nay, rất mong quý vị khán thính giả vẫn ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh MC Đình Duy bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để luôn nhận được thông báo các audio truyện được phát hành trên kênh. Và cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một like, một nút chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Chúng ta sẽ dự đoán ra sao về cái số phận của cái kho báu của ông bà Tránh Đào. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng đến với Điện Cô Tám tập 20. Giang xong chảo cơm, bà Tránh Đào vãi thóc cho mấy con gà nhốt trong bu ăn, sau đó hãm ấm trà xanh cho vào giỏ. Khi mọi việc xong xuôi, bà xúc cơm ra hai bát rồi giục chồng vào ăn sáng. Nhà nông chỉ bận rộn lúc thu hoạch, thời gian còn lại chăm bón và tắt nước không quá vất vả. Đặc biệt những lúc nông nhàn, nhiều người còn làm thêm được khối việc. Cuộc sống tuy chẳng giàu, nhưng việc đói ăn chỉ là chuyện trong quá khứ. Tuy vậy, hố sâu ngăn cách giữa người giàu, kẻ nghèo, người ăn kẻ ở khi xưa vẫn còn. Dù trên thực tế hiện nay, những người giàu chẳng khá giả gì hơn. Do muốn quên đi quá khứ và sống nhẹ lòng, bà Tránh Đào luôn giữ thái độ tự nhiên với những người tham gia đấu tố mình. Bởi hiện nay, họ cùng tổ sản xuất nên không thể tránh mặt được. Ngồi ăn sáng dưới mái hiên ngôi điện thờ, ông Tránh Sâm hài lòng khi ngắm nhìn chỗ cây leo xanh mướt mắt cùng những cây găng vô hình chung tạo thành bức tường cao 2 mét chắn hết tầm mắt để bên ngoài không nhìn vào được trong ngôi điện thờ. Không yên tâm với thói tọc mạch của dân làng, ông dùng thời gian rảnh rỗi để bắc thêm giàn thiên lý. Như vậy, lỡ kẻ nào trèo lên cây ở trên cao, chả nhìn xuống được. Bên ngoài càng không. Dù nhìn ngôi điện tựa như là biệt lập, tuy thế chẳng ai nghi ngờ, bởi toàn cây leo như thiếu bàn tay chăm sóc. Để ngôi điện thờ không bị rơi vào sự chú ý của chính quyền xã, nếu chồng không phơi lá cây làm thuốc, bà Tránh Đào sẽ phơi thóc, phơi dừa ngay ở sân. Do vậy, nếu ai đi qua, hầu như ít để tâm. Ngẫm lại, hai ông bà thấy trong cái rủi có cái may. Khi mái ngôi điện thờ có đắp lưỡng long trầu nhật nguyệt bị phá hỏng, toàn bộ số ngói bị người ta gỡ đi mất. Do vậy, mái lá gồi khiến ngôi điện nhìn như bao ngôi nhà khác trong làng, chẳng hề giống nơi thờ tự. Từ ngày mọi người phải vào hợp tác xã làm việc theo mô hình tập thể, giống như bao xã viên khác, bà Tránh Đào đợi tiếng kèn sẽ vác cuốc ra đồng. Đối với việc nhà nông, bà quen thuộc nên chẳng có gì ngại ngần. Duy có chồng bà viện cớ chăm sóc vườn thuốc nam nên từ chối trở thành xã viên của hợp tác xã. Với uy danh Tránh Tổng một thời, đương nhiên chẳng đời nào ông Tránh Sâm chịu nghe lời sai bảo của những kẻ như Trần Phiên. Bởi trong mắt ông, tay đó chỉ như sâu bọ lên làm người. Khi hai vợ chồng vừa ăn xong bữa sáng, tiếng kèn ở sân kho bắt đầu vang lên. Bà Tránh Đào rời nhà để điểm danh có mặt bởi việc này liên quan đến chấm công điểm. Giờ đây nhìn bà không còn bóng dáng bà Tránh dạo xưa. Hết rồi cái thời bà đi trước có con ở cấp cháp đi sau. Nhưng việc đó đâu còn quan trọng. Xét cho cùng đến lúc nào đó rồi ai cũng như ai. Nhìn theo bóng người vợ Tào Khang khuất sau rặng nhãn, ông Tránh Sâm liền khép hai cánh cổng lại rồi lo việc của mình. Kể từ lúc tìm được kho báu, ông Tránh Sâm dù không muốn đưa lên mặt đất do sợ chính quyền, nhưng thực lòng vẫn muốn mục sở thị chỗ của cải do tổ tiên để lại. Không vội vàng, nhưng là người cầu toàn, ông từng bước lên kế hoạch tỉ mỉ và chu đáo. Hàng ngày chăm sóc vườn thuốc nam để thu hoạch và phơi khô. Sau khi cho vào bao tải, ông tiện xe của ông Khán Hồng chở ra bán cho bệnh viện đông y của huyện. Dù số tiền thu về chẳng đáng là bao, nhưng đó là việc làm hợp pháp, khiến dân làng không nói ra nói vào, bởi mọi người đã biết về tài cứu người trị bệnh của ông. Có đôi lần tay Trần Phiên chủ nhiệm hợp tác xã bóng gió xa gần về việc mở tổ thuốc nam, nhưng ông biết tổng hắn đang muốn nhắm đến mấy cái xào vườn đang trồng cây thuốc.
Bỏ ngoài tai việc cán bộ xã phê bình lối làm ăn cá thể, ông chuyên tâm vào việc của mình, chẳng hề bận tâm. Hiện nay, điều khiến ông luôn vướng bận trong lòng, đó là việc làm sao có thể chuyển 10 hòm châu báu lên mặt đất, nhưng không làm chết cây khế tứ thị. Tưởng đó là việc dễ nhưng vô cùng nan giải, bởi lúc xây ngôi điện thờ cô Tám xong, cây khế là một phần của ngôi điện, không thể mất đi được. Múc nước ở giếng cho vào 2 thùng tôn có lắp ô doa. Như một người nông dân thực thụ, ông Tránh Sâm sắn quần móng lợn rồi gánh 2 thùng đi tưới mấy luống rau cùng hơn 1 xào thuốc nam. Lúc tưới xong cả vườn thuốc nam, lưng áo của vị cựu tránh tổng ướt sũng nên ông dừng tay nghỉ cho mát. Có lẽ nằm mơ, ông Tránh Sâm không thể ngờ có ngày mình phải chân lấm tay bùn, nhưng ít ra ông còn may mắn hơn những người phải bỏ mạng trong cuộc đấu tố. Ngồi ngay hàng hiên mở giỏ, nhấc ấm tích rót bát trà xanh được hãm từ sáng, ông Tránh Sâm tiếp tục suy tính những bước đi tiếp theo. Từ dạo không có trà Thái Nguyên để thưởng thức, vợ ông thường hãm trà xanh cho thêm lát gừng, như vậy đỡ nhạt miệng. Riêng khoản rượu gần như chẳng có nổi một chén, mọi thú vui thường trà, nhâm nhi chén rượu đều tạm dẹp bỏ. Dưới ánh nắng sớm rọi xuống qua giản thiên lý, ông Tránh Sâm biết, dù chỗ sách cổ do các cụ để lại đã hóa thành tro tàn, như 10 hòm châu báu được chính cụ tổ Đặng Thiên Viễn chôn cùng chỗ cho đời sau dễ lấy. Ngày xưa khi còn làm tránh tổng, ông đã dành nhiều thời gian về đình bàng thắp hương ngôi mộ tổ. Hồi đó khi cha ông còn sống từng dự đoán khéo châu báu được chôn bên đình bàng. Ai ngờ nó được chôn ngay phần đất của Tây Khán Thành, dù chưa tìm ra mối liên hệ của Tây Khán Thành với kho báu. Nhưng ông thấy việc vợ mình quyết định mua mấy xào vườn xây điện không phải do sở thích. Nói theo cách hiểu tâm linh, việc mua bán được chính người âm mách bảo. Đó là chưa kể sau khi ngôi điện thờ hoàn thành ít lâu, một phần lăng mộ bỗng phát tích ngay tại bãi bồi ngoài sông. Theo kế hoạch ấp ủ từ Tết, nhằm tránh bị phát hiện khi đào kho báu, ông Tránh Sâm quyết định sẽ đào một cái giếng cách cây khế tầm nửa mét. Nhưng mục đích chính là hứng vàng. Khi giếng được đào tới độ sâu tầm 2 mét, ông sẽ khoét hàm ếch sang gốc khế để moi vàng. Đơn giản, như vậy số của cải sẽ rơi xuống đáy giếng. Đào giếng nghe có vẻ đơn giản, chỉ cần 2 người lực điền dành ra vài buổi là xong. Nhưng với ông Tránh Sâm, đó là việc không dễ dàng, bởi việc chân tay đâu có thạo. Để tránh số của cải thất lạc, ông dự tính lên chợ huyện mua một cái lưới đánh cá dài dưới lòng giếng. Khi mọi thứ gồm đất, sỏi hay vàng bạc châu báu chút sang, tất cả đều nằm trong lưới. Với số đất, việc xử lý vô cùng đơn giản, khi ngâm trong nước, đất sẽ dần bở tan. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, mọi vàng bạc hay ngọc ngà châu báu động lại. Vào thời điểm thích hợp, ông thu lưới gọn một mẻ là xong. Uống xong bát trà xanh cho đỡ khát, ông Tránh Sâm tạm gác chuyện đào giếng sang một bên. Việc quan trọng hơn là tìm cách cất giấu số tài sản đó. Nếu phải chôn giấu tiếp, chẳng thà để nó nằm nguyên chỗ cũ khỏi nhọc công. Giá như ngôi nhà ngói năm gian vẫn còn, việc cất giấu 10 hòm châu báu hoặc nhiều hơn nữa không quá khó khăn. Nhưng ở ngôi điện thờ cô Tám có diện tích khiêm tốn sẽ khác. Mặc dù đợt đấu tố ngôi điện thờ đã bị người ta cậy nền tìm châu báu chẳng có, tuy nhiên biết đâu việc cướp phá sẽ lặp lại sau một thời gian. Nhớ lại từ lúc cụ thân sinh còn sống vẫn đau đáu việc tìm kho báu, bây giờ đến đời ông tìm được lại lo làm sao không để số tài sản đó rơi vào tay kẻ khác. Dù chưa tìm ra phương kế gì khả thi, nhưng ông Tránh Sâm vẫn muốn số châu báu được chuyển về ngôi từ đường của dòng họ. Gần trưa, bà Tránh Đào quay về ngôi điện thờ. Đúng ra bà xong việc đồng áng của hợp tác xã từ sớm, giống như mấy xã viên khác, bà còn mải chăm sóc mảnh ruộng phần trăm của mình. Hiện nay có những lời ông chủ tịch xã phát biểu trong cuộc họp hồi năm trước đã thành hiện thực. Dãy nhà kho của hợp tác xã được trên huyện cấp kinh phí xây dựng chắc chắn, hệ thống loa truyền thanh đang được lắp đặt, như vậy dân làng không còn bị đói tin tức. Làng chủ tuy cách trung tâm huyện không xa, tuy nhiên đời sống ở đây như một thế giới khác. Không có điện là việc đương nhiên, nhưng mọi thông tin có được hầu hết do những bà đi lên huyện về kể lại. Hôm nào sang hơn thì có người ghé Hà Nội rồi mang những điều tai nghe mắt thấy kể cho bà con. Là người thường xuyên về Hà Nội và thông tỏ 36 phố phường, tuy vậy chưa lần nào bà Tránh Đào hé răng nói do không muốn người làng đàm tiếu hay suy luận theo hướng tiêu cực. Nhà có 2 ông bà nên bữa ăn không quá cầu kỳ, vẫn chỉ niêu cơm cùng bát canh mướp thêm đĩa lạc rang. Hôm nào sang lắm sẽ có khúc cá kho hoặc đĩa tép. Mùa hè gặp những ngày oi bức nóng như hôm nay, lúc đó mới thấy hết giá trị của giản thiên lý, bởi khoảng sân rộng không bị nắng thiêu đốt nên ngồi trong điện thờ mát hơn rất nhiều.
Vừa ăn cơm, vừa suy ngẫm về những điều đang đè nặng tâm can của chồng, bà Chánh Đào bất ngờ đề nghị. Em sẽ mang thỏi vàng về Hàng Buồm, bán lại cho cậu Triệu Thành. Sau đó mình dùng tiền dựng lại ngôi từ đường của dòng họ Đặng Thiên. Dù chẳng thể kiếm được gạch xây hay ngói lợp, nhưng mua chanh tre nứa lá cùng chục cây gỗ xoan chắc là ổn. Nghĩ đến ngôi từ đường năm gian bề thế nhất làng Sủ khi xưa, tường nhà xây bằng gạch, trên mái lợp ngói với những hàng cột lim lên nước đen bóng, riêng bộ cửa bức bàn do hiệp thợ lành nghề đục đẽo chạm khắc mất nửa năm trời. Đó là chưa kể những bức hoành phi câu đối treo ở cột cùng nền nhà lát gạch men loại tốt. Tự dưng bây giờ dựng ngôi nhà tranh bích đất đơn sơ, lợp mái đá gồi, khéo chỉ cần mồi lửa là bị thiêu rụi hết cả. Ông Chánh Sâm chép miệng nói. Không được, như vậy hóa ra phú quý giật lùi. Dù cả tháng quanh quẩn bên mấy xào vườn, tuy vậy mọi chuyện của làng ông Chánh Sâm đều nắm được do người cháu họ xa nằm bên ủy ban cung cấp. Tuy biết nhiều thông tin, nhưng thâm tâm ông vẫn cảm thấy người cháu họ khác nào thằng Mõ thời xưa. Nhiều lúc thấy cái dáng đi như lao đầu về phía trước khiến ông chỉ biết lắc đầu thở dài. Chiều nay ông vừa ngồi xới đất và làm cỏ, người cháu họ đi ngang qua nhưng không ghé vào. Y thông báo cụ hai vẹn vừa về với tổ tiên lúc chính ngọ. Vốn có nhiều năm làm việc với đám chức dịch, trong đó đương nhiên có sự gặp mặt của ông Phó Lý Thuần nên ông Chánh Sâm thoáng ngậm ngùi. Hôm ông Phó Lý Thuần treo cổ chết ngay chuồng trâu khi vợ chồng ông Chánh Sâm vừa chợp mắt. Khi đó, ông đã rùng mình, dự cảm cái chết đang cận kề. Đó là ký ức hãi hùng và ám ảnh đến tận bây giờ. Ngày ông Phó Lý Thuần chết, đám tang không ai tổ chức. Xác người vừa nằm xuống được mai táng vội vàng. Có ai ngờ một người có tới 3 người vợ, nhưng lúc ra cánh đồng làng, thì chỉ có một bà đứng từ xa khóc nức và vái vọng. Cụ hai vẹm, sau cái chết của người con trai là ông Phó Lý Thuần do đấu tố, vì quá xót thương con và đau khổ nên hàng ngày ra đầu ngõ chửi từ mùa thu năm Ất Mùi 1955 cho đến mùa hạ năm Mậu Tuất 1958. Như vậy cụ đã chửi dòng dã suốt 3 năm không ngừng nghỉ. Cái chết của cụ như là sự giải thoát cho kiếp người khổ đau. Có chăng trước khi mất, cụ thấy được niềm an ủi sẽ nằm cạnh con trai ở cánh đồng làng, còn việc sang cát cho ông Lý Thuần dịp cuối năm sẽ tạm hoãn lại. Ông Phó Lý Thuần có 3 bà vợ, tuy nhiên sau đợt cải cách và đấu tố ít lâu, 2 bà đã lên mạn ngược sinh sống không quay về làng. Duy nhất có người vợ đầu tiên sống ở trên huyện về chịu tang cụ hai vẹm. Người ta nói sống dầu đèn, chết kèn trống, nhưng cảnh nhà đã sa sút chẳng còn gì, nên đám tang cụ hai vẹm chỉ có tiếng trống báo mỗi khi có người đến viếng. Trong đám tang của cụ, dân làng Sủ được dịp xôn xao bàn tán bởi con bé Ngọc Lan về chịu tang bà nội với cái bụng lùm lùm. Mọi người chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi trần đời chưa thấy người con gái nào hai lần không chồng lại chửa hoang. Có mấy cụ già đang ngồi têm trầu không cần khách khí nói ngay. Giá kể có tôn ti trật tự như ngày xưa, con bé này phải cào đầu bôi vôi, sau đó thả bè trôi sông bởi đây là loại gái quạ mộ. Cùng ngồi têm trầu nhưng cụ Hinh chẳng nói câu nào. Dù thằng cháu đích tôn của cụ chẳng thấy xuất hiện, nhưng linh tính mách bảo con bé Ngọc Lan đang mang trong mình giọt máu của dòng họ Nguyễn Văn. Vốn chẳng ưa gì loại con gái mới lớn đã ĩnh bụng, với tay tung đội trưởng cải cách. Nhưng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Cụ Hinh đành nén tiếng thở dài ngồi têm trầu tiếp khách đến khuya mới quay về. Đợi người con dâu đun xong nồi cám để sáng mai cho lợn ăn sớm trước khi ra đồng, cụ Hinh nói nhỏ. Thôi thì nồi nào úp vung đó, chị hãy hỏi thằng Tèo xem có đúng cái thai của con bé Ngọc Lan là giọt máu nhà này không? Nhân trong chuồng có đôi lợn thì để chúng nó thành vợ chồng. Vâng, u để con hỏi sớm, coi như thêm người thêm của. Bình thường, đám con cháu thành phần trung nông địa chủ vác mặt ra ủy ban xin giấy tờ thường bị hạch sách đủ điều, chưa kể mấy tay cán bộ bắt đi lại nhiều lần mới được việc. Tuy nhiên, khi người vợ cả của ông Phó Lý Thuần ra làm giấy tờ khai tử, dù vẫn tỏ thái độ coi thường, nhưng mọi việc được hoàn tất nhanh chóng. Dẫu có căm ghét cụ hai vẹm chửi cán bộ không ngơi miệng, nhưng họ không thể chậm trễ khi người chết còn nằm trong nhà. Giả sử nếu việc đem chôn bị gây khó dễ, lúc đó dân làng dù yêu hay ghét đều quay sang chửi đám cán bộ, bởi nghĩa tử là nghĩa tận. Do thấy đám tang không có bức chướng hay câu đối đưa tiễn người quá cố, buổi sáng sớm ngày phải đưa cụ hai vẹm ra đồng,
bà Chánh Đào nhờ người mua hộ ngoài chợ huyện bức chướng để đám tang cụ đỡ phần cô quạnh. Đứng trước nấm mồ người đã khuất, bà Chánh Đào nhớ đến câu sinh có hạn, tử bất kỳ. Có lẽ điều khiến cụ Hai Vẹn đau khổ và chửi không ngừng bởi cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Do sự cuồng nộ của đám đông khiến con trai cụ không chịu nổi phải tìm đến cái chết. Điều bất nhẫn ở chỗ, sau đó chính kẻ chủ tọa phiên tòa lại làm đứa cháu gái cụ có thai và mang tiếng chửa hoang. Trong những lần chửi tông môn kẻ đó, cụ không quên nhắc đến tội ép chết bố rồi cưỡng bức con gái. Như vậy đâu còn vương pháp. Có lẽ việc cụ Hai Vẹn Quy Tiên ít nhiều khiến cho mấy vị cán bộ ủy ban cũng như tay Trần Phiên chủ nhiệm hợp tác xã thở phào nhẹ nhõm. Bởi gã cùng cô Lẫm kế toán từng vinh mặt khi được ngồi cùng đội trưởng cải cách ruộng đất ở bàn xét xử. Buổi tối lúc ông Tránh Sâm cùng vợ đang ngồi ngoài hiên ngôi đền thờ cô Tám hóng gió. Bất ngờ, có bóng người chít khăn tang, rụt rè gọi ngoài cổng. Giờ này hầu như cả làng rủ nhau lên triền đi ngồi hóng mát. Do vậy bà Chánh Đào đoán ngay đây là vợ ông Phó Lý Thuần. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, người phụ nữ tội nghiệp trình bày hiện nay thì đã ra ngoài huyện làm cho một hợp tác xã. Công việc đủ có cơm ăn, áo mặc và không bị dị nghị. Do không muốn quay về làng sinh sống thì muốn bán căn nhà ngói ba gian hai trái để chấm dứt sự liên hệ với ngôi làng chỉ mang lại khổ đau. Có những sự việc tưởng như tình cờ nhưng khó lý giải. Ông Tránh Sâm hôm trước phản đối dựng lại ngôi từ đường kiểu nhà tranh vách đất, tự dưng có người muốn bán lại ngôi nhà gỗ, đúng là ý trời. Sở dĩ ngôi nhà ngói ba gian không bị dỡ ngói cậy nền là có nguyên do. Lúc mấy người con dâu sợ đến mức chui hết xuống nhà ngang, mặc cho các ông bà nông dân vào chia quả thực, cụ Hai Vẹn dù già, nhưng nhất quyết không cho kẻ nào tháo cửa hay gỡ ngói, bởi con trai đã chết nên cụ chẳng còn gì phải nuối tiếc tấm thân già nua của mình. Xét về quy mô ngôi nhà ngói ba gian không rộng như ngôi nhà năm gian cũ của ông Tránh Sâm, nhưng toàn bộ khung nhà đều làm từ gỗ tốt và có chạm khắc cẩn thận. Chỉ có điều bộ cờ bức bàn ngày xưa thợ mộc để trơn. Xét tình hình hiện nay, việc dựng mới một căn nhà gỗ hoàn toàn là điều không thể. Do vậy, ông Tránh Sâm tính mua và chuyển căn nhà gỗ đó về dựng trên nền nhà cũ, dù hụt mất hai gian nhưng vẫn còn tươm chán. Ngày xưa là tránh tổng một vùng lại sống cùng ba người vợ nên ngôi nhà năm gian là hợp nhẽ. Giờ chỉ còn hai vợ chồng ở ngôi nhà ba gian hai trái có lẽ phù hợp. Nhầm tính việc dỡ gạch của ngôi nhà chính cùng nhà ngang chắc đủ xây. Riêng số ngói nếu dỡ xuống sẽ chuyển về lợp lại mái ngôi điện thờ bởi cô Tám đã hiển linh bao lần. Ông Tránh Sâm điểm đạm nói. Cô nhà mình vừa nằm xuống nên cần nơi thờ tự. Chúng tôi sẽ đợi hết dỗ đầu sẽ mua cái xác nhà mang về, còn mấy rào vườn và đất ở khi đó chỉ có thể bán cho ai cần đến. Vâng, nếu ông Tránh nhận mua thì tôi xin đợi năm sau sẽ bản giao để ông Tránh đưa mọi thứ về đất của nhà mình. Sau cuộc họp với phòng nông nghiệp huyện, trên đường đạp xe về nhà, chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên thấy phần phơ bởi công việc đã đi vào nền nếp, giai đoạn vất vả do vận động bà con đã qua. Ngày đó đích thân ông chủ tịch xã nhấn mạnh chủ trương của Đảng và Nhà nước giúp mọi người có cuộc sống ấm no. Chỉ có những kẻ tư lợi mới đứng bên lề cuộc sống. Dân làng hiếm khi bước ra khỏi lũy tre, do vậy nói phải, cù cải cũng nghe. Điều khiến họ đồng lòng bởi thấy có sự thay đổi rõ rệt từ một cái chuồng trâu siêu vẹo, từng là nơi giam giữ địa chủ cường hào. Giờ đây trên huyện đã cung cấp nguyên vật liệu xây nhà kho. Phòng làm việc của ban chủ nhiệm hợp tác xã khang trang. Những tổ sản xuất ban đầu, giờ số xã viên tăng nhanh, đã thành đội sản xuất. Người được tín nhiệm bầu làm đội trưởng đều thuộc gia đình căn bản. Khi hợp tác xã nông nghiệp xã Bình Minh lớn mạnh, Trần Phiên nhận thấy vị trí chủ nhiệm hợp tác xã của gã giờ đây đúng là diêu cua màu mỡ. Dựng con xe đạp thống nhất gióng ngang trước cửa trụ sở hợp tác xã, vị chủ nhiệm không quên lấy rẻ lau sạch bụi đường. Nếu so với con xe ghẻ LH Lào của ông chủ tịch xã thường cưỡi, con xe thống nhất được phòng thương nghiệp huyện phân phối cho hợp tác xã, nhìn hơn hẳn. Hiện nay, cả làng sủ khoảng dăm nhà có xe đạp, nhưng con xe đạp thống nhất mới kính con, cho thấy tầm quan trọng của người cưỡi nó. Nhiều lúc bà con xã viên đứng đợi ở sân kho, hễ thấy con xe đạp với đồ đèn gắn phía trước, chuông ở trên ghi đông, còn biển số xe do công an huyện cấp treo ngay sau yên, đều tấm tắc khen.
Ngày trước ông Tránh Sâm hay cưỡi con xe đạp Peugeot, giá trị bằng con bò mộc. Ngày trước, ông Tránh Sâm hay cưỡi con xe đạp Peugeot, giá trị bằng con bò mộc, khiến cả làng phải lắc đầu lè lưỡi. Ngày nay ông chủ nhiệm hợp tác xã cưỡi con xe thống nhất được bà con định giá ngang với con lợn nái không ít. Dạo trước, công cuộc vận động bà con và hợp tác xã làm việc tập thể có nhiều người chưa thông. Nhưng khi hàng hóa thiết yếu được phân phối, những lao động cá thể tự thấy thiệt thòi nên phải xin vào. Chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên xông xáo không quản sớm hôm, đến hôm nay có thể nói trồng cây, bắt đầu hái quả. Chỉ cần thêm vài vụ lúa thu hoạch đạt năng suất cao, khi đó lo gì đường phấn đấu không rộng mở. Vẫn biết cái án kỷ luật do sai lầm trong đợt cải cách làm chậm lại sự thăng tiến. Nhưng trong cái rủi luôn kèm cái may mắn, bởi hiện nay gã cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có. Không muốn lặp lại hình ảnh chiếc điếu cày ba vạ trên ủy ban khiến ai cũng ghé mồm vào hút, Trần Phiên thừa điếu cày cho riêng mình và cấm mấy cậu xã viên được dùng. Sau khi bắn điếu thuốc lào cho nở phổi, gã ngồi ngửa mặt nhà khói còn đôi mắt lim dim. Ngay lập tức một chén trà nóng được cô Lẫm bưng đặt trước mặt. Đến lúc này gã thấy mình còn oai hơn cả ông chủ tịch xã. Do được huyện cấp kinh phí xây dãy nhà kho bảo quản lương thực và hoa màu, kho đựng nông cụ và nhiều vật dụng khác nên Trần Phiên cho xây luôn phòng làm việc của hợp tác xã trên nền chuồng trâu cũ. Giờ đây không phải trụ sở ủy ban xã, chính nơi làm việc của gã tươm hơn. Chẳng thế mà lần nào chủ tịch xã Đinh Sắc ghé qua đều tấm tắc khen. Thậm chí sân kho hợp tác buổi tối được chọn làm nơi sinh hoạt tập thể, tổ chức các buổi họp thôn thay vì ngồi ở đình làng. Có những việc chỉ người trong cuộc mới biết. Do vậy, nếu ông Đinh Sắc chủ tịch xã nói gở mồm, có lăn đùng ra chết, gã chẳng mặn mà gì quay lại cây ghế có tiếng mà chả có miếng. Nhấp môi thưởng thức chén trà hồng đào, loại trà chỉ đến ngày Tết mới bán phân phối cho nhân dân. Nhưng do hợp tác xã cân lợn cho bên phòng thương nghiệp huyện nên gã được ưu ái. Trần Phiên hỏi cô Lẫm là kế toán kiêm thủ kho và kiêm nhiệm đủ thứ. Việc vận động Lão Sâm đem mấy xào thuốc nam nhập vào hợp tác xã, em có nghe thấy bên ủy ban nói gì không? Em nghe nói đích thân đồng chí chủ tịch xã đến gặp và nói chuyện nhưng nghe chừng chưa ăn thua. Tự rót cho mình chén trà, Trần Phiên nghĩ nhanh. Với lũ địa chủ cường hào không thể nói ngọt được, nếu gã còn đương chức chủ tịch xã sẽ dùng biện pháp mạnh. Từ lâu, với con mắt của người làm quản lý, gã biết mấy xào vườn ngay sau ngôi điện thờ thích hợp để làm nơi ươm giống phục vụ sản xuất. Ngạt nỗi chỗ đó là đất vườn được bà Đào mua, có giấy bằng khoản tiền thổ từ trước của tay Khán Thành, do vậy không thể trưng dụng hay tịch thu được. Giá kể nếu đó là tài sản của bọn Việt gian như tay Lý Hinh thì đi một nhẽ. Nhưng hộ ông Sâm bà Đào được chứng nhận là địa chủ kháng chiến, đâm khó. Là người từng ngồi xét xử đám địa chủ cường hào, tuy nhiên ngay cả khi tổ sửa sai về công bố kết luận, rồi chẳng dám ho he, nhưng Trần Phiên không phục. Gã thấy đối với đám địa chủ không thể nương tay. Ngồi chưa nóng chỗ, gã cất điếu cày vào tủ, sau đó đội mũ cối đi thăm ruộng và kiểm tra công tác lấy nước đổ ải. Chưa kể còn họp với đoàn thanh niên nhằm phát động phong trào ủ phân xanh và thu gom phân bắc cho kịp thời vụ. Dù bận rộn công việc, nhưng nghĩ đến kẻ từng làm chánh tổng giờ lao động cá thể như thách thức sự đoàn kết của tập thể, gã không cam lòng. Bao năm sống dạng nghèo hèn cùng Đinh, bởi vậy đến giờ, dù thân phận đã khác, không hiểu sao, gã vẫn tự ti bởi thấy mình yếm thế hơn. Vậy cô Lẫm lại gần, Trần Phiên nói như rít qua hai kẽ răng. Mấy bố ủy ban làm việc kiểu dân vận chẳng ăn thua. Cô xem có chiêu độc gì khiến mấy xảo thuốc nam chết sạch cho hợp nhẽ. Hay đợi thêm đi anh, dục tốc bất đạt. Gớm, đâu để chờ sáng răng. Cô hãy tìm người phá vườn thuốc xem lão đó còn lên mặt chánh tổng với anh. Dắt con xe đạp thống nhất vào phòng làm việc, sau khi khóa cẩn thận, vị chủ nhiệm hợp tác xã bắt đầu rào bước về phía điện thờ cô Tám, nơi có mấy xào vườn thuốc nam như cái gai chọc vào mắt. Đi từ xa không còn nhìn thấy bốn trụ biểu nghi môn do dây leo phủ kín, mái ngôi điện thờ giờ lập lá gồi, nhìn giống mọi ngôi nhà trong làng. Duy có điều hàng rào cây leo mọc tùm như thiếu bàn tay người chăm sóc. Ngày trước, khi còn là thân phận kẻ đi cày thuê cuốc mướn cùng thầy U Mình, Trần Phiên đã chứng kiến lễ khánh thành ngôi điện thờ. Nếu gã nhớ không nhầm là vào năm Tân Tị 1941. Hôm đó, không riêng gì gã cùng thầy U, khéo cả làng kéo đến ngắm ngôi điện thờ và tấm tắc khen. Có cả quan nghề trên phố huyện mặc áo đại triều gắn thẻ bài ngà ngồi kiệu, về dự, khiến đám dân đen quỳ dạp không dám ngẩng mặt.
Thế cuộc xoay vần, ngay khi bắt đầu việc đấu tố và chia quả thực, ngôi điện thờ bị cướp phá, cậy gạch nát lên do nghi nhà lão chánh tổng chôn giấu của cải. Thậm chí toàn bộ số ngói mũi hài cùng đôi lưỡng long trầu nhật nguyệt có gắn mảnh xanh đã bị gỡ hết. Dù không muốn nhắc lại chuyện cũ, nhưng mái nhà của Trần Phiên được lợp bằng chính chỗ ngói dỡ ở ngôi điện thờ này. Điều khiến gã thấy tiếc nuối, toàn bộ các thanh xà vì kèo bằng gỗ tốt có chạm trổ công phu cùng mấy cây cột gỗ lim không kịp tháo mang về. Do vậy nhà của gã tuy lợp ngói, nhưng cột bằng gỗ xoan nhìn kém sang. Lúc đi ngang cổng ngôi điện thờ, nhìn thấy ông Chánh Sâm đang ngồi cầm bát trà xanh bên hiên. Do không muốn chạm mặt với vị cựu chánh tổng, sợ mang tiếng là kẻ rình mò, Trần Phiên vội rẽ sang đường khác. Đường làng bao năm vẫn mấp mô sóng châu chưa có nhiều thay đổi. Nhưng sắp tới khi khởi công xây dựng trường học, con đường chạy từ cổng tới cuối làng sẽ được lát gạch đẹp đẽ. Con đường đó đi ngang có mấy xào vườn cùng ngôi điện thờ cô Tám, nơi vợ chồng vị cựu chánh tổng sinh sống, bởi ngôi nhà ngói năm gian bề thế đã bị thiêu rụi. Trên con đường làng dẫn ra những mẫu ruộng hiện do hợp tác xã quản lý. Tự nhiên trong đầu gã bất chợt này ra một ý tưởng điên rồ, đủ khiến vợ chồng lão chánh tổng phải cuốn xéo khỏi đó. Không cần vội vàng, gã sẽ kiên nhẫn, đợi mấy xào vườn thuốc nam bị phá hỏng, sau đó nếu nhà lão Sâm, mụ Đào vẫn không chịu cuốn xéo, khi đó gã mới đem áp dụng mưu hèn kế bẩn. Bước dọc bờ ruộng kiểm tra công việc, Trần Phiên nhắc thấy một người phụ nữ đang thò tay vào trong hang móc cua. Gã lại gần định buông mấy câu khen ngợi xã viên tiện một công đôi việc. Lúc nhận ra người đó là bà Đào, ngay lập tức khuôn mặt Trần Phiên bỗng nghiêm nghị. Gã cất giọng đầy quyền uy của vị chủ nhiệm hợp tác xã chất vấn. Bà đi làm ruộng, hay chuyên tâm móc cua bắt cá vậy? Khéo rồi chuyển sang đánh dậm cho nhạt. Từ lâu, vẫn biết tay Trần Phiên mặt rơi tai chuột, bản tính tiểu nhân hẹp hòi. Bà Chánh Đào không nghĩ trải qua mấy năm đấu tố nhưng y chẳng hề thay đổi nhận thức và ăn năn bởi những lỗi lầm của mình. Không muốn đôi co với hạng người này cho phí nhời. Tuy vậy, khi thấy y móc máy rồi gán việc đánh dậm cho mình với hàm ý mỉa mai, bà Chánh Đào đứng thẳng người, nhìn vào đôi mắt kẻ tiểu nhân đắc chí rồi giải thích. Báo cáo ông chủ nhiệm, ruộng có lũ chuột và rơi, phá hoại lúa, tôi bịt hang để chúng hết chỗ ẩn nấp rình mò. Tiện tay bắt luôn con cua về làm bát canh cho mát. Tuy vậy mà nhà tôi không phát nghề đánh dậm. Nghe bà Đào nhắc đến chuột và rơi, khiến Trần Phiên đỏ mặt. Gã biết con mụ Đào chửi xỏ mình mặt rơi tai chuột, nhưng khẩu thiệt vô bằng, chẳng làm gì được nhau. Chưa kể hiện nay ở ngoài ruộng, đám xã viên đã tót về lo việc nhà hoặc chăm sóc mảnh ruộng phần trăm nhà mình. Không muốn nói thêm, sợ mất mặt, Trần Phiên nhếch mép cười nhạt rồi quay gót. Gã quyết không bỏ qua cho hai vợ chồng chánh tổng, nhưng tạm thời đành nhẫn nhịn. Đi một vòng quanh làng như một cán bộ mẫn cán, đến khi thấy ông chủ tịch xã đeo xà cột, ho sù sụ rời trụ sở, lúc này Trần Phiên quay lại phòng làm việc để cưỡi con xe đạp thống nhất về nhà. Không giống ông chủ tịch xã thường để xe đạp ở trụ sở dành vào việc công, gã giữ dịt con xe thống nhất coi như của mình nên hiếm ai được đụng vào. Thấy chủ nhiệm hợp tác xã chuẩn bị dắt xe, cô lẫm vội cho giấy tờ vào ngăn kéo rồi liếc mắt đưa tình nói nhỏ. Tối nay anh nhớ qua nhà em, có mớ cua đồng ngon lắm. Trần Phiên nhớ đến cảnh mụ Đào móc cua ngoài ruộng còn nói mỉa, nên gã xa sầm nét mặt nói cộc lốc. Đấy cần cua, kinh bò mẹ. Đã cuối hạ, chớm thu, nhưng thời tiết ban ngày nắng rát, chỉ đến lúc trời tắt nắng không khí mới dịu bớt. Khi đó những cơn gió thổi từ ngoài đồng xua tan sự oi ả. Lâu lắm rồi ông Chánh Sâm lại nghe thấy tiếng sáo diều từ trên không trung vọng lại. Cuộc sống dù khác xưa, nhưng lòng thù hận giai cấp của mọi người tạm lắng, thay vào đó là sự đố kỵ lên ngôi. Bà Chánh Đào bưng mâm cơm đặt ngay hiên ngôi điện thờ. Dù không có đèn dầu thì ánh trăng vẫn soi rõ bữa tối của hai vợ chồng. Ngoài bát canh cua, còn thêm mấy bìa đậu rán vàng và bát dưa chua. Việc chấp nhận thực tế, thời huy hoàng đã lùi xa. Do vậy, ông Chánh Sâm coi việc ăn uống xam xưa là điều không tránh khỏi. Kể từ thời điểm cuộc tổng tuyển cử không thể diễn ra theo kế hoạch, với ông, sự chia cắt dài lâu đồng nghĩa với việc ngày gặp mặt thiên ân còn xa tít mù khơi. Hiện nay, công cuộc xây dựng kiến thiết miền Bắc xã hội chủ nghĩa được diễn ra khắp nơi.
Hôm trước do lên huyện mua mấy tờ báo nên ông thu nhận thêm nhiều thông tin. Chẳng nói đâu xa xôi, ngay ở Làng Sủ, dù cuộc sống còn khó khăn, nhưng trường học, trạm xá, rồi trụ sở ủy ban sẽ được xây dựng, sẽ khiến bộ mặt của làng thay đổi. Giống như một số gia đình bị thiệt hại trong đợt đấu tố, buổi tối, ông Chánh Sâm không ra sân kho hợp tác tham gia các hoạt động tập thể bởi ông thấy chẳng có gì hấp dẫn. Đợi vợ úp bát vào rổ xong, ông Chánh Sâm nói nhỏ. Hiện nay, theo sự tham mưu của tay Trần Phiên, ông Đinh Sát chủ tịch xã đã tới đây 2 lần để vận động việc đem mấy xào vườn góp vào làm vườn thuốc và ươm giống cây, gieo mạ của hợp tác xã nông nghiệp. Dù nghe qua có vẻ ý định rất tốt, nhưng sâu xa hơn chắc không thể tin cậy được. Bởi Trần Phiên là kẻ tiểu nhân nhỏ mọn, có thể ẩn sau việc này là mưu đồ độc ác hơn. Bà Chánh Đào không nạ gì tay Trần Phiên, đặc biệt khi loại cóc nhái được ngồi phán xử người khác trong dịp đấu tố. Sau đó chính hắn vào hùa với tay tung đội trưởng cải cách để tiến hành đấu tố lão khán hiệu để tranh chức chủ tịch xã. Trò đời vốn oái oăm, dù mất chức chủ tịch xã sau đợt sửa sai về cải cách, ai ngờ bây giờ hắn làm chủ nhiệm hợp tác xã càng có điều kiện tác oai, tác quái. Ông Chánh Sâm nói rõ suy nghĩ của mình, nếu già néo lại đứt dây, bởi kẻ tiểu nhân như Trần Phiên không dễ gì bỏ qua mấy xào vườn, nhưng buông tay chỗ tài sản mồ hôi nước mắt sẽ có tội với tiền nhân. Đáng ra ông định chờ thêm một thời gian nữa sẽ đào giếng rồi đưa chỗ của cải châu báu lên. Tuy nhiên, trước tình hình có thể mất 3 xào vườn nên ông sẽ đẩy nhanh việc đó nhằm đề phòng bất trắc. Giải thích cho quyết định của mình, ông Chánh Sâm nói rõ. Với kẻ tiểu nhân chuyên núp trong bóng tối, chúng luôn dình thời cơ để cắn trộm, chi bằng mình chủ động thương thảo trước vẫn hơn. Vậy ý mình sẽ gia nhập hợp tác xã. Ông Chánh Sâm lắc đầu. Cuộc đời có thăng, có trầm, nhưng ông nhất quyết không sống và làm việc theo tiếng kèn. Chưa kể loại tiểu nhân cóc nhái đang vênh vang chức chủ nhiệm hợp tác xã. Điều khiến ông lo ngại không phải ở quá khứ, nó sẽ nằm ở tương lai. Do đọc mấy tờ báo mua trên phố huyện nên hiểu rõ, khi nào người Mỹ đầy mạnh chiến tranh, những gia đình có người di cư vào Nam như nhà cụ Hinh hay nhà ông sẽ là đối tượng đưa vào tầm ngắm. Sau khi mua được căn nhà 3 gian 2 trái của vợ chồng Phó Lý Thuần, số ngói bị mục nát khá nhiều nên không đủ để lợp mái ngôi điện thờ. Riêng số gạch dỡ ra chẳng đáng là bao, nên ông Chánh Sâm tạm xếp những cột gỗ cùng bộ vì kèo vào một góc đợi ngày phục dựng. Việc sang nhượng nhà không phải đất nên chẳng mấy người bận tâm. Thậm chí nhiều người khẳng định sống trong ngôi nhà lợp mái lá gồi và tường đất còn thấy mát mẻ hơn là nhà mái ngói. Có nhiều năm sống trong nhà mái ngói, nên ông Chánh Sâm hiểu họ nói không sai, bởi nếu mái nhà thấp quá, sẽ hấp nóng chẳng sung sướng gì. Khi tiếng gà ở nhà hàng xóm gáy vang, bà Chánh Đào đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Như vậy buổi trưa bà không phải ngồi đun rơm khiến ngọn lửa hắt vào mặt, còn nắng nóng hầm hập bên ngoài góp phần bắt khô người. Nếu mùa đông ngủ dưới bếp sẽ ấm sực, ngược lại mùa hè ông bà chuyển vào ngủ trong ngôi điện thờ cho mát, chưa kể những trận mưa khiến chỗ thấp bị ngập nước. Chưa vội gọi chồng dậy ăn sáng, bà Chánh Đào vại nắm thóc và bu cho gà, nhưng chợt giật mình, bởi chiếc bu trống không, còn 2 con gà đã biến mất. Vẫn biết ở làng hay có cảnh trộm gà bắt chó, nhưng bà thấy tiếc công nuôi. Không ghê gớm nanh nọc như mấy bà mất gà, đứng ở ngã ba đường tốc máy chửi kẻ nào trộm gà một cách có bài, có bản. Đứng tần ngần một lúc trước cái bu trống không, bà Chánh Đào bất ngờ phát hiện, điều khốn nạn tồi tệ hơn thế. Đêm qua, có kẻ nhẫn tâm phá nát mấy luống rau và toàn bộ số cây thuốc nam do chồng bà nhọc công chăm bón. Với mấy xào vườn như này, bà biết kẻ phá hoại không chỉ có một người. Như vậy, nỗi lo sợ của chồng bà đã thành hiện thực. Do bàng hoàng trước sự cố bất ngờ, bà Chánh Đào không nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Chỉ đến lúc nghe giọng chồng bà cất lên, bà mới như bừng tỉnh. Không một lời nguyền rủa lũ bất nhân, ông Chánh Sâm khẽ tặc lưỡi rồi nói nhỏ. Tôi không tiếc công chăm sóc mấy xào vườn. Tôi đang tiếc đứt ruột bởi đã không quyết định di cư vào Nam sớm. Bà Chánh Đào nói trong uất nghẹn. Mình nói chí phải. Đúng là một lũ 7 phần ma. Chỉ có 3 phần người. Giờ thành 9 phần ma rồi. Không một lời oán thán, ông Chánh Sâm dành cả buổi sáng vun đống cây thuốc vào góc vườn rồi châm lửa đốt. Riêng chỗ rau bị phá hỏng không dùng được
ông sẽ gieo hạt trồng cải để ăn dần. Bước lại gần chỗ hàng rào bị bẻ cho một người chui lọt, ông biết có rào nại vẫn sẽ bị lũ tiểu nhân tìm cách phá hoại như thường. Có nhiều năm cai quản hàng tổng, ông Chánh Sâm biết mình dư sức đối phó với kiểu ném đá giấu tay và triệt con đường sống của người khác. Nhằm bảo vệ thành quả lao động và cho lũ mất dạy một bài học khiến chúng tờn đến già, ông Chánh Sâm bắt đầu bày thiên la địa võng ngay trong vườn. Trời chưa sáng rõ mặt người, nhưng ông Chánh Sâm đã ra vườn xem xét mọi thứ. Hiện giờ hai luống cải vừa gieo hạt mấy hôm đã lên xanh tốt. Ông tỉ mẩn đánh dấu những chỗ cần chăm sóc, sau đó nhấc cánh cổng tre ngăn cách khu vườn với bếp và đường dẫn về phía trước ngôi điện thờ. Kể từ hôm mấy xào thuốc nam bị phá hoại, ông làm cánh cổng chẳng mong lũ trộm dừng chân, đơn giản vì không muốn vợ mình ra vườn. Ngày trước, thời phong kiến, hễ bắt được trộm, người ta thường giải ra đình làng cho đám tuần đinh vít cổ đánh cho tuốt xác. Có kẻ được người nhà khiêng về phục thuốc mãi để giữ mạng sống. Riêng với kẻ ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ngoài việc đóng cùm hay thích chữ vào mặt, nhiều khi đám chức dịch lờ đi mặc dân làng cắt gân chân. Kẻ bị như vậy coi như tàn phế cả đời. Từng chứng kiến mấy kẻ trộm cắp bị cắt gân phải bò lê xin ăn nơi phố huyện. Ông Chánh Sâm thấy hình phạt đó tuy nặng, nhưng nó không răn đe nhiều kẻ nào dám khinh nhờn phép nước. Mấy xào thuốc nam bị phá sạch dịp trước, nó như lời cảnh cáo từ kẻ quyết tâm triệt đường sống của ông. Nhưng đối với kẻ tiểu nhân, chẳng thể nhiều lời. Thay vào đó, ông lặng lẽ gây dựng lại vườn thuốc từ con số 0. Bỏ qua hiệu quả hay ích lợi của mấy xào thuốc nam, lần này ông chăm sóc cây dược lược quý với mong muốn kẻ ác phải chịu hậu quả, bởi khu vườn chính là cây bẫy đang đợi con mồi bị sập. Ngay khi nghe tiếng kèn hợp tác vang lên, từ trong đường làng ngõ xóm, bà con xã viên ra cánh đồng như chảy hội. Ở làng Sù hiện chỉ còn ông Chánh Sâm cùng ông Khán Hồng và ông Bự thuộc thành phần cá thể. Tuy vậy thiểu số không so bì được với cả tập thể lớn mạnh. Ông Chánh Sâm được nghe thuật lại, trong bất kể cuộc họp thôn họp xã nào, tên của ông và hai người còn lại thường được tay chủ nhiệm hợp tác xã nhắc tới như thành phần chậm tiến. Hình như việc chưa quản lý và sai bảo được ông khiến tay Trần Phiên ăn không ngon, ngủ không yên. Điều đó dễ hiểu bởi gã muốn vị cựu chánh tổng phải thành kẻ dưới trướng cho hà dạ. Có nhiều năm làm chánh tổng, do vậy ông Chánh Sâm như đi guốc trong bụng kẻ tiểu nhân bụng dạ hẹp hòi. Nhưng nếu để tình trạng đối đầu kéo dài, điều đó không có lợi cho cuộc sống gia đình. Đợi khi đường làng vắng vẻ bởi mọi người ra đồng hết, ông Chánh Sâm mặc bộ đồ kaki màu be và đội chiếc mũ cát trắng đi ra trụ sở ủy ban. Sở dĩ ông có bộ đồ đúng chất dân tư sản Hà Thành, bởi lần trước về Hà Nội bán tỏi vàng để mua căn nhà gỗ, và ông ghé phố Hàng Đào chọn mua bộ này. Tâm đắc với câu, trông lên chẳng bằng ai, tuy nhiên nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Ông Chánh Sâm muốn đám cán bộ ủy ban phải biết lắng nghe ý kiến và nhìn mình bằng con mắt trọng thị. Dù chẳng cần ai khen, nhưng ông hiểu, lúc diện bộ này nhìn mình không thua kém những bậc trí thức Tây học ngoài Hà Nội. Có chăng chỉ thiếu chiếc đồng hồ quả quýt cùng cặp kính trắng. Trụ sở ủy ban xã vừa được xây dựng, nhìn nước vôi còn mới và mái ngói đỏ tươi. Số nguyên vật liệu được trên huyện cấp cho việc xây trường cấp 1 còn thừa, nên dãy nhà gồm 4 phòng đã thành hình. Dù nguồn kinh phí còn hạn hẹp, nhưng bộ mặt ủy ban không thể úi sùi, nên phòng tài chính huyện đã duyệt chi bổ sung thêm. Lúc ông Chánh Sâm bước qua cánh cổng, đã thấy phòng làm việc của ủy ban có người đang ngồi đợi giải quyết. Bên tay trái là căn phòng của chủ tịch xã cùng một phòng rộng làm nơi hội họp. Phòng cuối cùng bên tay phải được dùng làm nơi làm việc của công an xã. Hiện nay, lực lượng công an xã đảm trách việc an ninh trật tự xóm làng thay cho đội du kích. Riêng hợp tác xã nông nghiệp, do tay Trần Phiên làm chủ nhiệm, có dãy nhà kho cùng khoảng sân rộng ở cách đó không xa. Dù được ghi nhận là thành phần địa chủ kháng chiến, tuy vậy ông Chánh Sâm hiểu những vị lãnh đạo xã không có cái nhìn thiện cảm với tầng lớp chức dịch xưa, bởi họ coi đó là kẻ thù của giai cấp. Cuộc viếng thăm trụ sở ủy ban và làm việc với chủ tịch xã, xét theo lẽ thường, ông Chánh Sâm đáp lễ bởi ông Đinh Sắc đã không kỳ quản khi 3 lần ghé điện thờ cô Tám nhằm thuyết phục ông đem mấy xào vườn nhập vào để làm xã viên hợp tác xã nông nghiệp. Do đã có hẹn trước, nên khi ông Chánh Sâm bước vào phòng làm việc, ngoài ông chủ tịch xã còn có tay Trần Phiên ngồi đợi. Việc này hợp lý
bởi vận động gộp mấy xào thuốc nam là đề xuất của chủ nhiệm hợp tác xã. Dù chưa làm việc, nhưng Trần Phiên đã mở sổ và đặt cây bút máy Trường Sơn như sẵn sàng ghi chép. Riêng khoản đọc thông viết thạo, dù chưa qua lớp bình dân học vụ của tay chủ nhiệm hợp tác xã, thì ông Tránh Sâm đã biết từ xưa. Đợi trà ngấm, Trần Phiên vội đón ý lãnh đạo khi lễ phép rót trà cho ông chủ tịch xã. Sau đó gã rót cho khách và bản thân, rồi kiên nhẫn đợi ông Đinh Sắc rít thuốc lào sòng sọc. Sau tuần trà thứ nhất, vị chủ tịch xã bắt đầu giảng giải về ích lợi của lao động tập thể. Đó là con đường duy nhất tiến lên chủ nghĩa xã hội. Những người có tư tưởng làm ăn cá thể, trước sau rồi sẽ bị quy luật phát triển đào thải. Kiên nhẫn lắng nghe ông Đinh Sắc hăng say phát biểu như người ở cuộc họp. Khi thấy vị lãnh đạo tạm ngừng lời, ông Tránh Sâm điềm đạm thông báo. Hiện nay, ba xào vườn của ông vừa trồng gần 1.000 cây sâm. Nếu thiên thời, địa lợi, thì sau vài năm, số sâm thu hoạch có giá trị kinh tế rất cao. Chỉ tính như đơn giá hiện nay, một xào trồng sâm bằng cả mẫu trồng lúa. Uống xong chén trà, ông Tránh Sâm đề nghị. Thay vì mang mấy xào vườn nộp vào hợp tác xã, ông có thể viết giấy hiến tặng với một yêu cầu duy nhất. Bất ngờ trước diễn biến không nằm trong dự tính, chủ nhiệm hợp tác xã Trần Phiên vội hỏi dồn dập, không kịp để ý đến cái cau mày của chủ tịch xã. Ông có yêu cầu gì, có thể nói ngay. Nếu được, chính quyền xã sẽ xem xét. Gõ tay xuống mặt bàn, ông Đinh Sắc nói ngay. Mọi việc đều phải thông qua thường vụ đảng ủy, bên hợp tác xã không có quyền định đoạt. Biết mình nhanh ẩu đoảng, thành lỡ lời, Trần Phiên rót trắng rót trà cho chủ tịch xã, còn miệng thanh minh vài câu cho đỡ ngượng. Không bận tâm đến thái độ của kẻ mình coi là tiểu nhân, ông Tránh Sâm đề nghị. Hiện nay, gia đình tôi được công nhận là địa chủ kháng chiến. Đáng ra, mấy rào vườn cùng dãy nhà ngang phải được hoàn trả. Tuy nhiên, những người tự nhận là tầng lớp bẩn cố nông vẫn chiếm giữ không trả. Nếu bên chính quyền giao lại nguyên trạng, vợ chồng tôi sẽ quay về tăng gia sản xuất ở đó. Còn mấy rào thuốc nam xin chuyển cho chính quyền và hợp tác xã quản lý. Lời đề nghị của ông Tránh Sâm thoáng nghe tưởng dễ giải quyết, nhưng kỳ thực lại khiến tay Trần Phiên khó xử. Bởi trong năm hộ gia đình đang chiếm hữu dãy nhà ngang, cùng mấy xào vườn và ao sen, có đến 4 nhà thuộc họ hàng thân tộc nội ngoại của gã. Ngày trước, khi mọi người xông vào cướp đồ và chia quả thực, với một kẻ suốt đời làm thuê lại gặp thời vận, chính Trần Phiên đã giục đám họ hàng nghèo kiết xác xông vào chiếm nhà, chiếm đất. Riêng với ngôi nhà năm gian bề thế, gã đoán không nuốt trôi nên xúi mấy kẻ vô lại, phóng hỏa thiêu rụi. Ai dè đúng là vợ chồng vị chánh tổng thoát chết, nên giờ quay lại đòi nhà cùng đất vườn. Do nói chen ngang lần trước bị hố, nên dù ngứa mồm nhưng Trần Phiên chẳng dám ho he, trong khi ông chủ tịch xã khẳng định với ông Tránh Sâm. Cuối tuần này, khi họp thường vụ, lời đề nghị của ông sẽ được mang ra biểu quyết. Nếu có gì, tôi sẽ trực tiếp gặp ông để thông báo. Đợi ông Tránh Sâm đi khỏi, Trần Phiên nói ngay với ông chủ tịch xã. Với bọn địa chủ phản động như này, sẽ không có quyền mặc cả với chính quyền xã. Ông chủ tịch xã hắng giọng rồi nhắc. Người ta được công nhận là địa chủ kháng chiến. Việc này không nói mãi được. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 20 của Điện Cô 8. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 21. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.